Tuyên Quang hiện có trên 2.000 doanh nghiệp sản xuất lớn, nhỏ. Năm 2024, dự báo sẽ là năm tiếp tục khó khăn với nền kinh tế bởi nguy cơ chiến tranh, bất ổn chính trị tại các nước còn nhiều phức tạp. Với kỳ vọng một năm mới sản xuất, kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất, thực hiện các đơn hàng theo hợp đồng ngay từ đầu năm. Có mặt tại nhà máy sản xuất ván ép, công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Việt Tuyên Quang tại khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các đơn hàng để xuất khẩu. Đối với bản thân tôi và tất cả cán bộ nhân viên đã được nhận kế hoạch cũng như mục tiêu của nhà máy đề ra. Và trong năm 2024 thì cán bộ nhân viên của nhà máy chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch của ban lãnh đạo đề ra. Nhất là về phía khách hàng, về phía đối tác, chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện đúng cái kế hoạch thay thời gian mà hai bên đã ký kết để sao cho năm 2024 là một năm thắng lợi mới đối với toàn thể cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo của công ty Sao Việt Tuyên Quang. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, từ năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thắng đầu tư trên 22 tỷ đồng để xây nhà xưởng và hệ thống máy móc, hình thành dây chuyền sản xuất gỗ ván ép với công suất 100 mét khối trên một ngày. Chế biến từ gỗ rừng trồng với quy mô lớn, hiện đại. Năm nay, công ty dự kiến doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho 50 lao động tại địa phương. Cố gắng là tập trung nhân lực con người để làm sao có hoàn thiện những các cái mặt hàng, đơn hàng mà các đối tác đã ký hợp đồng để làm sao đảm bảo được cái chất lượng cũng như sản lượng để giao cho các đơn vị. Bên cạnh đó thì cũng cố gắng để cái chất lượng tốt nhất để các đơn hàng được nhiều hơn, giúp cho cái lĩnh vực và cái đơn hàng để cho đảm bảo được cái công ăn việc làm cho những người lao động. Mỗi doanh nghiệp đều đặt ra những mục tiêu phấn đấu, thi đua sản xuất, kinh doanh. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có gần 70% số doanh nghiệp dự báo có đơn hàng tăng và giữ ổn định. Để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất trong thời gian tới, thì ngành công thương sẽ tiếp tục thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên bám sát những cái tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu và giải quyết những cái vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để làm sao đảm bảo được cái điều kiện hoạt động tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung vào việc hoàn thành các cái mục tiêu sản xuất kinh doanh cũng như mục tiêu về sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2024. Thời điểm này giáp Tết Nguyên đán nhưng là đầu năm sản xuất nên hiện tại hầu hết các doanh nghiệp và người lao động đều có tâm lý khẩn trương và tập trung cao cho công việc. Lãnh đạo các công ty cũng đôn đốc nhân viên sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, số lượng để nhanh tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.